Những năm qua, mặc dù các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải pháp và nỗ lực tuyên truyền, thế nhưng vấn nạn tảo hôn vẫn diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tảo hôn đã ảnh hưởng lớn đến nhiều mặt đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chính vì vậy, một số xã thuộc huyện Đắk Rông và Hướng Hóa của Quảng Trị đã đẩy mạnh việc phạt hành chính để cải thiện thực trạng này. Khi ở ai nó thấy có chôn tuyên trao hồn nữa, cái nào, cái mày cho anh nữa. Hai năm trước, vợ chồng ông Hồ Minh Cường ở xã Ba Nàng, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị cho con trai lớn tảo hôn ở tuổi 15, nên đã bị cán bộ xã nhắc nhở và phạt hành chính 2 triệu đồng. Mặc dù đã nhận thức được hệ lụy của tảo hôn, nhưng hiện tại gia đình ông Cường còn cô con gái thứ hai đang đến tuổi cập kê, nên cán bộ xã lại đến tuyên truyền thêm. Tao cái rút kinh nghiệm không? Cả mà cho cái tảo hôn cho cái vừa lại là khó khăn cho ăn cái chúa cha này. Em sinh ra trẻ em, mà sinh ra trẻ em cái rau. Ôi sợ rồi, sợ bị phạt rồi. Mang cao lương mà tao bơn lương mà bài em còn cứ nâng. Bà lâm nâng chứ mấy dạng, làm lâm xem nâng bài lâm nâng. Lời cạnh cho bơn. Ba Nàng là một xã biên giới thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại đây lại diễn biến phức tạp. Để có thể thoát nghèo, trước tiên phải đẩy lùi nạn tảo hôn. Vậy là từ năm 2021, xã quyết định phạt hành chính nghiêm khắc các gia đình có con tảo hôn. Theo quy định của luật hôn nhân gia đình, mức phạt cao nhất đối với gia đình cho con tảo hôn là 7 triệu. Tuy nhiên người dân ở đây còn nghèo. Để khả thi, chúng tôi thường phạt hành chính các gia đình từ 1 đến 2 triệu đồng. Từ khi phạt đến nay, ý thức của người dân khác hẳn. Tính tới thời điểm hiện tại, xã Ba Nàng đã phạt hành chính được gần 10 trường hợp gia đình cho con tảo hôn. Đây được xem là xã đi đầu trong việc xử phạt hành chính liên quan tới tảo hôn của Quảng Trị. Hầu như cả cái trường hợp vi phạm tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống thì nó rơi vào cả cái hộ nghèo và cái hộ cận nghèo. Chính vì vậy cho nên khi trao đổi với chính quyền địa phương thì họ giữ mức phạt là 1 triệu đến 2 triệu đồng như thế để cái quyết định họ khi ban hành ra nó phải thực thi được. Chính vì thế cho nên là chúng tôi ủng hộ cái quan điểm này. Và chúng tôi cũng tuyên truyền và yêu cầu lãnh đạo địa phương là cái mức phạt nó sẽ được nâng dần. Sau khi thấy xã Ba Nàng áp dụng giải pháp này hiệu quả, nhiều xã khác cũng đang thí điểm triển khai. Tuy nhiên suy nghĩ cho con lấy vợ lấy chồng sớm để có người làm, để có thêm của đã ăn sâu bám rễ trong suy nghĩ của người dân nơi đây. Do đó nhiều cán bộ kiến nghị cùng với việc phạt hành chính cần có thêm các chế tài đồng bộ khác. Lại mực thì được khởi hán cho lại bà. Thì chúng tôi cũng mong muốn để ví dụ có những cái chính sách khác giống như hộ nghèo là bắt buộc sau này sẽ loại ra khỏi nghèo, khỏi hộ nghèo để khỏi hưởng những chính sách của pháp luật đã quy định. Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng giai đoạn 2016 cuối 2021, Quảng Trị có tới 894 trường hợp tảo hôn. Nếu không tiếp tục quyết liệt, thực trạng này sẽ diễn biến phức tạp và cái nghèo cái đói sẽ lại bám chặt lấy người dân nơi đây.